Hi everyone, welcome back. This is the third video in Learning English Pronunciation series of Speechside English Center. Chào mừng các bạn đến với video thứ 3. Mình là Nguyên. Mình là Bảo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể hơn về nguyên âm đơn. Trong nguyên âm đơn thì có nguyên âm ngắn và nguyên âm dài. Khi các bạn phát âm một nguyên âm dài, các bạn phải sử dụng nhiều hơn đến răng, môi, lưỡi, miệng. Và với mỗi âm mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt khẩu hình một cách cụ thể và đưa ra ví dụ cho từng âm. Chúng ta hãy bắt đầu nhé. Âm đầu tiên chúng ta có là âm Y. Để phát âm âm Y này, các bạn cần mở miệng như thế này, kiểu như cười vậy đó, và đưa lưỡi về phía trước, di chuyển lưỡi của bạn lên một chút, khóe miệng của bạn được căng sang hai bên kiểu như cười vậy nè. Các bạn chú ý cái tai của mình nhé. Cái vị trí này như thế này, là đây là vị trí hàm răng trên của các bạn, và các bạn bắt đầu các bạn đưa lưỡi ra và các bạn di chuyển lưỡi lên một chút kiểu như thế này. Rồi các bạn hãy thử đọc cùng Bảo luôn nhé. Y. Y. Tiếp theo các bạn sẽ cùng Nguyên thực hành hai từ có chứa nguyên âm y dài nhé. Chi. 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 Còn đây là nguyên âm ngắn y. Chúng ta có khẩu hình miệng thoải mái hơn rất là nhiều so với âm y dài. Đặc biệt miệng không cần phải căng rộng, không cần phải cười khi đọc âm này nữa. Mở rộng miệng của bạn hơn một khi phát âm y. Thứ hai, đầu lưỡi của mình sẽ thu về phía bên trong của miệng một chút, và các bạn phát âm là y. Các bạn nhìn bên cái tai của mình, đây là phía hàm răng trên của mình, và các bạn di chuyển lưỡi mình về phía trong, và sau đó các bạn nâng lên một chút kiểu như thế này, và các bạn cùng thực hành chung với mình nhé. Y. Y. Tiếp theo các bạn sẽ thực hành cùng với Nguyên hai ví dụ có chứa nguyên âm y ngắn này. Fish. Fish. Orange. Orange. Âm tiếp theo các bạn sẽ cùng thực hành chung với mình là âm U. Để phát âm chuẩn nguyên âm này, chúng ta cần thực hiện hai bước sau. Bước 1, các bạn đưa môi ra về phía trước, kiểu như là huýt sáo vậy đó. Bước 2, các bạn đưa lưỡi lên cao và lùi về phía sau, đầu lưỡi không được chạm vào chân răng, kiểu như thế này. Các bạn nhìn đây là vị trí, đây là vị trí hàm trên của các bạn, đây là lưỡi của các bạn. Các bạn sẽ nâng lưỡi lên và không có chạm vào chân răng hàm trên cũng lẫn chân răng hàm dưới. Các bạn cùng thực hành chung với Bảo nhé. U. U. Tiếp theo các bạn sẽ cùng thực hành hai ví dụ với Nguyên. Foot. Foot. Shoe. Shoe. Và đây là nguyên âm ngắn U. Âm này được phát âm ngắn hơn và thoải mái hơn rất là nhiều so với âm U dài. Hãy quan sát khẩu hình miệng của Bảo sau đây nhé. Bước 1, mở rộng miệng của bạn hơn khi phát hiện âm U một chút. Bước 2, miệng của bạn tròn như là âm U trước vậy đó. Và các bạn cùng thực hành chung với Bảo nhé. U. U. Tiếp theo các bạn sẽ cùng thực hành chung với Miên ở hai ví dụ sau đây có chứa nguyên âm ngắn U nhé. Book. Book. Sugar. Sugar. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang âm tiếp theo nhé. Âm O. Âm O dài. Để phát âm chuẩn âm này, các bạn cần thực hiện hai bước sau đây nhé.
Bước 1, các bạn hạ thấp hàm của bạn và chu môi một chút. Bước 2, các bạn nâng lưỡi của bạn lên và lùi về phía sau. Điều đáng lưu ý là khi đọc âm này là họng của bạn sẽ rung lên rất là mạnh mẽ. Các bạn đặt tay ở cổ họng để kiểm chứng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phát âm nhé. O. O. Tiếp theo các bạn sẽ cùng thực hành chung với Miên ở hai ví dụ sau đây có chứa âm O. Ball. Ball. Door. Door. Âm tiếp theo các bạn sẽ thực hành chung với mình là âm O. Đó là âm O ngắn. Để phát âm chuẩn âm này, bước 1, hạ thấp hàm và mở miệng tròn giống như thế này nhé. Bước 2, các bạn nâng lưỡi lên một chút và đẩy lùi về phía sau. Chúng ta cùng phát âm này nhé. O. O. Tiếp theo các bạn sẽ cùng thực hành chung với Miên ở hai ví dụ có chứa âm O ngắn nhé. Đó. Đó. Box. Box. Âm tiếp theo chúng ta sẽ học là âm A. Đó là âm A dài. Để phát âm chuẩn âm này, các bạn cần thực hiện hai bước sau. Bước 1, các bạn mở rộng miệng ra. Bước 2, các bạn đặt lưỡi của mình xuống chân răng hàm dưới, kiểu như thế này nhé. Và bước 3, các bạn cùng phát âm chung với mình. A, đó là âm A dài cho nên các bạn cần phải kéo dài hơi ở âm này. Và chúng ta cùng thực hành nhé. A, A. Tiếp theo, các bạn sẽ cùng thực hành chung với Nguyên ở hai ví dụ có chứa nguyên âm A dài này nhé. Ha. Heart. Star. Star. Các bạn cùng bước sang âm tiếp theo với mình nhé. Âm A. Để phát âm chuẩn âm này, các bạn cùng thực hiện sau hai bước với mình nhé. Bước 1, các bạn mở miệng một cách rất là tự nhiên như thế này. Bước 2, các bạn hạ lưỡi thấp và chạm vào chân răng hàm dưới nhé. Và các bạn phát âm cùng mình. A. A. Và tiếp theo thì các bạn sẽ cùng thực hành chung với Nguyên ở hai ví dụ sau đây nhé. Money. Money. Monkey. Monkey. Các bạn cùng đến với âm tiếp theo với mình nhé. Âm A. Để phát âm chuẩn âm này, các bạn cần thực hiện theo hai bước sau. Bước 1, các bạn mở rộng miệng ra như thế này. Bước 2, các bạn hạ thấp lưỡi và chạm vào chân răng hàm dưới nhé. Và tiếp theo các bạn cùng thực hành chung với mình nhé. A. A. Tiếp theo các bạn sẽ cùng thực hành chung với Nguyên ở hai ví dụ có chứa nguyên âm A. Cut. Hat. 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 Tiếp theo là âm E. Để phát âm chuẩn âm này, các bạn cần thực hiện theo hai bước sau đây nhé. Bước 1, mở miệng của bạn ra một cách rất là tự nhiên. Bước 2, đặt lưỡi của bạn không quá cao như là âm Y dài. Các bạn cùng thực hành chung với mình nhé. A. A. Tiếp theo các bạn sẽ cùng thực hành hai ví dụ với Nguyên ở nguyên âm E này nhé. Egg. Egg. Break. Break. Âm tiếp theo là âm Ơ.
Để phát âm chuẩn âm ơ dài này, các bạn cần làm theo hai bước sau đây nhé. Bước 1, mở miệng ra một cách rất là tự nhiên. Bước 2, đặt lưỡi thật thoải mái và ở độ cao giữa miệng. Chúng ta cùng thực hành nhé. Ơ, ơ. Và tiếp theo các bạn thực hành hai ví dụ cùng với Nguyên có chứa nguyên âm ơ. Bird, bird. Curtain, curtain. Âm tiếp theo là âm ơ. Để phát âm chuẩn âm này, các bạn cần thực hiện hai bước sau đây nhé. Bước 1, mở miệng ra của mình một cách rất là tự nhiên. Bước 2, đặt lưỡi của bạn thật là thoải mái ở giữa miệng nhưng không quá cao. Chúng ta cùng thực hành nhé. Ơ, ơ. Tiếp theo bạn thực hành cùng hai ví dụ cùng với Nguyên nhé. Banana, banana. Sofa, sofa. Thế là chúng ta đã cùng nhau chinh phục được 12 nguyên âm đơn đầu tiên rồi. Các bạn cho ý kiến nhé. Các bạn nhớ like và share comment bên dưới để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo nhé. Chào. E E U U O O A Ơ.